Ok chúng ta tới tiếp bài số 117 Vào xin Setup Light mic. Rồi Thì có thể Nhiều bạn sẽ rất là băn khoăn cái vụ xuất hiện quá nhiều những cái nguồn sáng Những cái ngọn đèn mà chúng ta Thấy trong cái bảng Light mic này Lý do rất là đơn giản Những cái vật liệu Corona Light, Material chúng ta để Emit Light nên là nó sẽ xuất hiện trên mỗi cái vật thể riêng biệt một cái thông số để chỉnh cái cường độ nguồn sáng. Cái này thì hơi bất tiện một chút đúng không? Nhưng mà trường hợp các bạn không kích vào Amplify. Thì nó sẽ bị chỉnh theo cái độ sáng tối cùng với cái background mà sau này chúng ta sẽ chỉnh trong những bài kế tiếp. Thì thực ra không kích vào Amplify cũng được. Các bạn vẫn chỉnh ở cái mục rest, ăn ở dài bình thường sau đó lại phải quay lại cân cái cường độ sáng của cái vật liệu corona line một TL này lần nữa thì tùy thôi nhưng ở đây tôi nghĩ để gọn nhất các bạn nên tách tất cả những đối tượng này lại bởi vì nó là đối tượng và đây là vật liệu để chưa? những cái sợi tóc này chúng ta sẽ tách cùng lại với nhau những cái bóng đèn này chúng ta cũng sẽ tách trùng lại với nhau thì như vậy trên cái bảng Limex này nó sẽ xuất hiện ít những cái thông số để chỉnh cường độ này. Ok. Attack luôn. Rồi. Uh, Sợi tóc. Ungroup. Ok Phần thủy tinh này Nó cũng được gắn với Corona Line Nên là chúng ta cũng sẽ Attack Bởi vì nó chung với cái vật liệu Cái bóng đèn Nên tôi sẽ Ăn 2 ô quét lại chọn cái này attack với cái này ok ngon rồi vào đây sẽ đáp lại anh lần nữa Đó, các bạn thấy không? Bây giờ nó xuất hiện ít cái thông số để chỉnh hơn đấy. Và đối với Corona Render 7, cái vật liệu Corona Light Material nó cũng có cái tính năng tương tự giống như là những cái đèn Corona Light mà chúng ta vẫn thường sử dụng. Nghĩa là nó cũng phát được ra cái phụ ánh sáng. Nhưng mà nếu mà các bạn tăng cái độ sáng nó lên để chiếu sáng những khu vực lân cận thì những cái sợi tóc này nó sẽ cháy sáng luôn. Nên do đó chúng ta sẽ phải sử dụng thủ thuật đặt thêm những cái đèn Corona Light ở ngay những cái vị trí này để giúp chiếu sáng cái khung cảnh. Còn những cái sợi tóc này chỉ để làm cảnh thôi đúng không? Ok. Lại chọn riêng cái tủ bếp ra. Những cái đèn như này tôi sẽ đặt cho nó cái Corona Light dạng sphere. Đây. Và bởi vì nó chỉ là nguồn sáng nên là tôi sẽ tắt cái visible directly, visible in reflection, visible in refraction. Bỏ cái occlude ở the line. Bỏ cái caustic này luôn. Nghĩa là nó chỉ có mỗi cái tính năng là chiếu sáng chấm hết. Chắc vẫn nhớ mấy cái này chứ. À, lúc trước tôi nói tương đối kỹ rồi gì nữa Và khi đưa vào đây ấy, Rất là nhiều khả năng nó sẽ làm Những cái đối tượng lần cận này Nó cháy sáng theo Ít nhất là cái đám này Nên do đó chúng ta sẽ phải exclude Loại trừ Những cái đối tượng đó không bị chiếu sáng Chọn cái này Copy Paint. Ok, chọn cái này, copy, paste, ok, mấy cái này, phần kim loại này các bạn cũng có thể tách lại cho nó gọn. đó và nó có cái tên này đúng không ok exclude tiếp rồi copy để theo dạng instant nhé thì vào trong cái bảng lấy chúng ta chỉ có một cái thông số để chỉnh thôi khi đưa này tôi sẽ scale làm cho cái đèn này nó dài nhá thấy không và bởi vì chúng ta instant tất cả đối tượng này lại tách rồi nên là các bạn không phải làm gì hết copy ở đây copy ok mà bảng f 10 lên xin server mix rồi những cái đèn này chúng ta đã instant với nhau sao tự dưng nó lại xuất hiện nhiều cái đèn thế này cái này là hệ chiếu sáng của chúng ta này vừa mới đặt cái này là cái gì à cái vật liệu vết bụi bám bụi đây là cái gì không biết luôn cái này cũng không biết kỳ vậy Nó à, là cái đèn này Không hiểu sao giờ nó mới update Cái này tôi nhặt trong thư viện mà Ở trong này nó sẽ có một cái đèn Vray Chắc đâu đó trong này thôi Ok, kệ nó đi Chú ý với cái hệ đèn mà sử dụng để chiếu sáng này thì chúng ta có thể chỉnh cái cường độ màu trực tiếp ở đây hay là trong cái bảng modify cũng được nhưng mà đối với cái đèn để mô phỏng cái sợi tóc thì các bạn chỉ được phép chỉnh cường độ sáng tối nha bởi vì cái vật liệu chúng ta làm nó tương đối kỹ rồi chỉnh màu ở đây là ngay lập tức nó ghi đè lên cái màu ở đây này và nhiều khả năng ở mỗi góc kem khác nhau chúng ta sẽ nhìn thấy cái đèn có một cái hình thái khác nhau nữa hơi căng sau này chúng ta còn làm vật liệu ở khu vực bếp vậy nữa ở đây chúng ta thấy cái vách kính này và cái vật liệu mà chúng ta sử dụng tạo bây giờ chính là corona line mà đúng không không kiểm ấy mid như vậy đồng nghĩa việc khi mà chúng ta chỉnh cái rest cho cái background này thì cái sắc thái của những cái dơ này nó lại nằm ngoài cái sự kiểm soát của chúng ta hơi nhì nhằng nhỉ yeah. corona nó làm cái này chưa được ngon lắm ok không sao như vậy cái background chúng ta sẽ chỉnh tay thôi nó là corona line một tl mà sau này chúng ta sẽ chỉnh tay cái intensity có mỗi cái background là chúng ta lan tăn còn mấy cái này là fix hết rồi còn đâu và sau này chúng ta còn vào photoshop hậu kỳ với những kênh kiểu như rest này thì vẫn điều chỉnh là cái background Ok Cái màu đang hơi đậm Kéo này ra đây Đứng ở góc kem 06 này Cho các bạn dễ hình dung khi sử dụng thêm cái corona color correct chúng ta có thể tùy chỉnh cái màu sắc đậm hay nhạt đó. Ok, khá là ngon. Tôi sẽ đổi tên cho mấy cái đèn corona light với cái shape 026 này. Cái này Like kitchen Shape 026 Like Sợi tóc Đó ok rồi hẹn gặp lại các bạn trong những tutorial kế tiếp